Sáng ngày 12 tháng 8, tại cơ sở cách ly trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum, hơn 100 công dân được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum trao quyết định hoàn thành thời gian cách ly y tế theo quy định. Đây là số công dân trở về tỉnh Kon Tum bằng xe gắn máy từ các vùng có dịch khu vực phía Nam đã hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày theo quy định. Qua kiểm tra thăm khám, không có trường hợp nào có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19. Các công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế đã cảm ơn sâu sắc đến toàn thể cán bộ chiến sĩ, nhân viên y tế, phục vụ ở cơ sở cách ly luôn tận tình chu đáo, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm tốt đời sống vật chất tinh thần trong thời gian cách ly, đồng thời hứa sẽ chấp hành nghiêm túc các quy định phòng chống dịch khi trở về địa phương. Lực lượng phục vụ tại cơ sở cách ly tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ tư trang cá nhân và xe gắn máy, đảm bảo an toàn cho công dân trước khi trở về địa phương.